ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui xuân hôm nay. Cuộc đời từ trên chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai thêm rạng ngời. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đêm qua đông vui, xuân sang đây hát tiếng ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tích vui. Để bao duyên xưa lung linh, nào cùng tất tiếng ta vang, nào cùng nhau anh vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Ôi mùa mang đến bất ngờ. Đây là 60 cổ động viên rất nhiệt tình, nhưng họ là những người quyết định những số điểm sau mỗi vòng thi. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để gây sự chú ý và có sự sáng tạo để thuyết phục được 60 thành viên? Và nếu cuối cùng tổng kết lại, đội nào có số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng bước vào vòng thi. Quả khế vàng sẽ thuộc về bạn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì hai đội đã có mặt sẵn sàng cho cuộc thi. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với đội A. Và đến thứ hai, đội quý vị, hai đội sẽ có dịp thử sức với những bài dân ca, với phần biểu diễn, với ca dao tục ngữ và trò chơi dân gian. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng làm quen gặp gỡ với các thành viên của hội ngộ bất ngờ lần này. Xin mời đội A. Chúng tôi là nhóm xin gửi lời chào đến anh Thanh Bạch cũng như tất cả các bạn tại phim trường trong ngày hôm nay. Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao chúng tôi lại lấy tên nhóm chỉ có một tử là Ô. Thì các bạn biết đấy, khi mà người ta lâm vào những tình huống ngạc nhiên và bất ngờ thì người ta hay thốt lên rằng ô. Thì cái chúng tôi muốn nói tới ở đây là chúng tôi muốn đem đến chương trình những bất ngờ thú vị. Và năm thành viên trong nhóm hôm nay của chúng tôi đó là bên phải tôi đây là bạn Bình Nguyên, ô cao của nhóm. Ô cao. Tiếp Bình Nguyên đó là Phước Hưng, ô ngố. Ô ngố. Sau đó là Thanh Thiên, một anh chàng rất thư sinh, ô quắn. Ô quắn, đầu quắn. Và bên ngoài cùng là Nguyễn Nguyễn, ô lùng. Và cuối cùng là tôi, đội trưởng Thanh Sang, ô cao.
Xin hỏi đội ô là các bạn đến từ những trường nào ạ? Dạ, đa số nhóm thuộc về trường kinh tế và trường kiến trúc, có bạn ở trường nhân văn. Vâng, và các bạn đã gặp gỡ nhau trong hội ngộ bất ngờ. Hy vọng rằng các bạn sẽ kết nối với nhau để có được sự tham gia thật là sáng tạo và đầy tự tin. Chúng ta cùng gặp gỡ tiếp theo với đội B, xin mời. Lời đầu tiên thay mặt nhóm Hồn Nhiên, tôi xin gửi đến quý vị khán giả anh Thanh Bạch lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất. Năm chị em gái chúng tôi đang ở trong lứa tuổi hồn nhiên vui tươi trong sáng. Chính vì thế mà chúng tôi lấy tên nhóm là Hồn Nhiên. Tôi, đội trưởng Hồn Nhiên Ngọc Loan nhí nhảnh. Và kế bên tôi là bạn Thu Hằng, Hồn Nhiên Tinh Nghịch. Và tiếp theo là bạn Hoàng Nhung, Hồn Nhiên Mít Ước. Và tiếp theo là bạn Kim Dung, Hồn Nhiên Nhí Nhảnh. Và cuối cùng là bạn Thùy Dung, Hồn Nhiên Vui Vẻ. Hôm nay chúng tôi rất vui, rất hân hạnh đến tham dự chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Chúng tôi rất mong muốn đem đến tiếng cười, sự hồn nhiên, vui tươi trong sáng đến cho tất cả quý vị khán giả. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho hai đội chơi chúng tôi. Trước đây các bạn đã từng chơi chung với nhau hay chưa? Có cùng học chung trường hay không? Hay là mỗi người một ngôi trường? Chúng tôi là mỗi người một môi trường, nhưng rất may mắn là chúng tôi được tham gia chung một nhóm nhảy ở nhà văn hóa thanh niên, cùng hoạt động, cùng vui chơi với nhau. Hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đây mời các bạn chuẩn bị bước vào các vòng thi. Thưa quý vị, vòng thi thứ nhất, vòng thi hát dân ca. Trong vòng thi này, hai đội sẽ chọn một bài dân ca hoặc một ca khúc mang âm hưởng dân ca. Làm thế nào để thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình qua phần biểu diễn kết hợp với đội hình của năm nhân vật, làm sao cho có thể tạo thành bố cục thật độc đáo và hấp dẫn. Thưa quý vị, bây giờ xin nhường phần giới thiệu và biểu diễn cho đội A. Xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn cổ động viên và anh Thanh Bạch. Nhóm ơn chúng tôi đến với vòng thi thứ nhất hôm nay, xin trình bày bài hát Màu Xanh Việt Nam do nhạc sĩ Lương Bằng Quang sáng tác. Con phố thì nhau đông đưa bên hồ, một màu dịu êm môi rất xanh, bóng cây lá non hòa cùng. Chưa về hàng tre xanh trong gió, lời hoài nghi nhìn soi mình. Bờ hồ chờ xanh thêm chất thơ, cánh âm những câu chuyện tình. Hai, bát ngát anh dương sau những lưng đèo. Hai, cho mưa giọt nắng đến chúng vui nha. Hai, lấp lánh sông lặng theo gió đưa về. Hai, gọi mời bạn đến với thiên nhiên. Ngập tràn màu xanh trên đê vắng, cây ra giang tay ôm tùm. Vọng về từ xa như tiếng ca, tiếng ai, tiếng câu treo đó. Lại là một tôi nghe sao xuyến, quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru, giúp ta lớn lên từng ngày. Ai 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 á. Và bây giờ là phần dự thi của đội B, xin mời các bạn. Hôm nay đội Hồn Nhiên chúng tôi mang đến đây bài hát Trống Cơm. Mong quý vị thưởng thức ạ.
tình bạn có cái trong cơn khen ai khéo vô ô mây bông mà nền bầu ô mây bông mà nền bầu một bầy tăng tình con dít một bầy tăng tình con dít ô mây lội 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 xong ô mây đi tìm em nhớ thương ai rồi còn mắt ô mây liệm diêm rồi còn mắt ô mây liệm diêm một bầy tăng tình con nhẹ thưa quý vị, và chúng ta vừa trải qua hai tiết mục phần dự thi hát dân ca của hai đội thật nhiệt tình. Các bạn đã có thời gian luyện tập như thế nào nha? Nhóm em đến với chương trình dự thi Hội Ngộ Bất Ngờ hôm nay thì nhóm em đã có một thời gian chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng. Trước hết thì nhóm em chọn bài, anh biết thì trong cái tất cả các thể loại dân gian của chúng ta thì có quá nhiều bài. Rốt cuộc thì chúng em đã chọn được bài Màu Xanh Việt Nam như chúng em đã trình bày ở vòng thi thứ nhất. Để có thể phối hợp sự biểu diễn của nhiều thành viên với nhau. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng em... biên đạo múa thuộc về ai vậy? Dạ thuộc về anh trưởng nhóm, anh Nguyễn Thanh Sang. À, Sang đã sáng tạo như thế nào về cái việc tìm động tác để thực hiện trong cái phần biểu diễn? À, về việc dựng động tác thì không khó, tương đối dễ. Tại vì bài này thì nhịp nó cũng chậm. Nhưng mà cái khó là tụi em sắp làm sao cho đội hình thay đổi liên tục. Đúng rồi. Cứ mỗi người hát xong thì sẽ tách ra, người sau sẽ lên hát, sẽ làm cho các bạn khán giả sẽ là không hiểu là người tiếp theo hát sẽ là ai. À hả. Thì cái đó là cái khó của tụi em trong việc cái đặc biệt bất ngờ đó. Thì như em đã nói đầu chương trình thì đó là những một trong những bất ngờ em muốn đem tới cho các bạn khán giả cũng như anh Thanh Bạch. Các bạn đã hài lòng với phần biểu diễn của mình, của mình dự thi vừa rồi của mình không ạ? Có lẽ là không tốt lắm nhưng em cũng hài lòng, tại vì em đến với chương trình này là để chơi hết mình, để vui hết mình. Xin cảm ơn. Yeah. Và bây giờ là tâm sự của đội B. Các bạn đã chuẩn bị trong cơm như thế nào? Các bạn đã có một quá trình luyện tập hình thể với nhau cho nên đó là... làm con một nhà. Hay hấp. Ước gì cơm chung một nồi, canh chung một bát, cùng ngồi một mâm. Hay hấp. Ước gì ta chung một nhà, ra vào đụng chạm để mà nhớ thương. Hay hấp. Ước gì sông rộng một gang, bắt cầu dải yếm mời chàng sang chơi. Hay hấp. Ước gì chung mẹ chung thầy, anh lấy quạt giấy để mà làm thang. Trời ơi. Tiếp tục. Ước gì em hóa ra chung, anh hóa ra nước, ta chùm lấy nhau. Hay hấp. Xin mời tiếp tục đội A, chủ đề là ước đang chờ bạn đây. Trên trời có đám mây xanh, ở vựa mây trắng xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, anh mua gạch bát chàng về xây. Câu này đã thí dụ rồi bạn ơi. 2-3 đội A tiếp tục. Thời gian đã hết, đội B xông vào. Ước gì anh được vô phòng, Lan ôm lấy phục bồng lấy Lan. Xin mời. Ước gì giải lụa em dài. Ước gì giải lụa em dài, để anh được lấy. Được lấy gì? Anh kéo lên bờ. Thưa quý vị, tình trạng gieo dần không đúng luật, gieo dần tự do phóng khoáng, hay nói cách khác, sáng tạo tại chỗ đã xảy ra thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi
xin mời 60 cổ động viên, những người liên tục cười khúc khích và cổ vũ, hãy cầm bàn phím lên và tập trung bắt đầu bình chọn. Thưa quý vị và các bạn, nếu xét những câu ca dao về tình yêu thì từ ước quá là ước mơ của người thời xưa cũng đa dạng phong phú và không kém phần lãng mạn. Và bởi vì nó là tình yêu, nó vượt thời đại và cho đến ngày nay những câu ấy vẫn còn có ý nghĩa trong đời sống hiện đại. Và nếu như các bạn dịp nào đó sử dụng thật đúng lúc, đúng hoàn cảnh thì các bạn thấy câu ca dao ấy sẽ có hiệu quả vô cùng hơn là những lời dông dài khác. Thưa quý vị, và bây giờ là kết quả số điểm của hai đội A và B sau phần thi kiến thức ca dao tục ngữ như sau. Đội A 24 điểm. Chúc mừng. Đội B 36 điểm. Chúc mừng. Quý vị vừa đến với phần thi kiến thức ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Đang đến với vòng thi tiếp theo của hội ngộ bất ngờ được mang tên thử tài biểu diễn. Thưa quý vị, bộ phim Tình yêu pha lê với vai nữ ca sĩ Mỹ Hà chính là do nữ ca sĩ Khali đảm nhiệm. Hôm nay Khali cũng có mặt trong chương trình và đến với chúng ta trong một bài hát của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được mang tên Tấm lòng nhân hậu. Xin mời. Bầu trời sẽ không lạnh lẽo bao.
tình thương, trao cho nhau những nụ cười và trao cho nhau khúc hát để ai thêm ấm lòng bên cuộc đời với số phận không. Khác với những chương trình trước đây, những bài hát sôi động để thể hiện sự biểu diễn phong cách hình thể là cùng với lời ca, tiết tấu âm nhạc tạo nên một bức tranh sinh động, thì ở đây chúng ta đến với bài hát Tấm Lòng Nhân Hậu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, nói lên tâm trạng ở trong bộ phim Tình Yêu Pha Lê. Và như vậy thì hai đội phải chú ý hơn về phần diễn xuất nội tâm, tức là có cái nội tâm san sẻ đồng cảm như thế nào với những hình ảnh bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm sống của mình để thể hiện phía bên trong nhiều hơn. Thì điều này không phải là đơn giản, nhưng nếu các bạn tập trung quan sát, chú ý cảm thụ, các bạn sẽ có thể làm giống được như ca sĩ Kylie của chúng ta. Và bây giờ là phần dự thi của đội A với Tấm Lòng Nhân Hậu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Bay lạc loài trong đêm quanh hiu, có mảnh đời bận hành tìm mái ấm như tìm tình thương, ai thương ai số phận buồn lẻ loi
tôi lang thang kiếm bụi trần. Trong cơn giông tố có những người bao lần sớm chiều nỗi đau. Ai như chiếc thiếu vòng tay hơi tâm lòng nhân hậu cùng chia sẻ sự ấm tình thương, trao cho nhau những nụ cười và trao cho nhau khung hát để ai thêm ấm lòng bên cuộc đời giờ số phận không mai. Thưa quý vị, và bây giờ thử tài biểu diễn phần dự thi của đội B, Tấm lòng nhân hậu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Tiếp tục. Hôm nay chắc có lẽ ca sĩ Khali rất thú vị vì thấy mình được bắt chước bằng những phiên bản khác nhau. Xin mời bạn có nhận xét về cách trình diễn cũng như là về giọng hát của cả đội A và đội B hôm nay. Trước tiên thì Khali xin rất là cảm ơn các bạn đã thể hiện ca khúc Tấm lòng nhân hậu. Ở đội A thì các bạn nam diễn rất là dễ thương. Không biết là các bạn đã nhìn nhận cái cách diễn của Khali như thế nào và nhìn nhận cái bài hát đó như thế nào mà các bạn biểu diễn rất là nữ tính. Về phần hát thì bạn nam hát cũng hơi bị thấp một chút và hơi bị chật nhịp một chút, nhưng mà không sao, cái phần diễn của các bạn đã bù đắp lại cho các bạn rất là nhiều. Cảm ơn cái anh bạn này đã diễn rất là dễ thương. Còn các bạn bên đội B thì các bạn là những cô gái rất là dễ thương, rất là dịu dàng. Khi mà thể hiện cái ca khúc này, các bạn biểu diễn cũng giống Ly lắm. Bạn gái hát rất là cũng rất là mượt, có một vài phần nó cũng chưa đúng cao độ lắm. Về phần diễn thì các bạn diễn có phần hơi khép nép hơn các bạn nam một chút. Các bạn động tác của các bạn không có được nữ tính như các bạn nam. Và bây giờ 60 thành viên sẽ bắt đầu cầm bàn phím, bắt đầu bình chọn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin công bố số điểm của hai đội. Đội A tức là đội O. Đội O
42 điểm. Và đội B các đội Hồn Nhiên. Đội Hồn Nhiên 18 điểm. Xin cảm ơn ca sĩ Kylie đã đến với Hội Ngộ Bất Ngờ. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi thử tài biểu diễn. Cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu đố của vòng thi đặc biệt như sau. Sau khi đọc xong, các bạn có thời gian hồi ý 60 giây trước khi đưa ra đáp án. Hang sâu, đá trắng xung quanh, có con cá vẫy loanh quanh giữa dòng, đố là cái gì? 60 giây bắt đầu. Em sao vậy? Câu đó là đá trắng giữa dòng. Năm, bốn, ba, hai, một. Thời gian đã hết. Hãy cho biết hang sâu đá trắng xung quanh, có con cá vẫy loanh quanh giữa dòng là cái gì? À, thưa anh Thanh Bạch, theo nhóm tụi em thống nhất thì tụi em đoán là cái miệng. Rất tiếc, ban tổ chức phải mất tiền thưởng trong quả khế vàng cho các bạn. Xin mời 5 thành viên lên khám phá giá trị của quả khế vàng. Một số 0, 2 số 0, 3 số 0, chắc chắn sẽ là 6 số 0. Quan trọng số đầu là số mấy. Từ 1 tới 5 và có thể rơi bất kỳ vào con số nào. Số số 4. Chúc mừng. Xin mời hai đội bước lên phía trước. Chúng ta vừa trải qua những giây phút vui tươi cùng chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Tư tuần sau. Sẽ đem cười bạn bè từ khắp nơi này quay về chào đón trong ngày vui thiết tha. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui xuân hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai hiện dạng người. Anh nhìn ngắm khắp nơi này, bạn bè đến qua đông vui. Xuân sang đây hát tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tích vui. Để bao dư dơ lung linh, nào cùng tất tinh ta bạn, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nữa ta quen nhiều bạn bè. Hội ngộ mang đến bất ngờ.